Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả đến với Sống Khỏe cùng IDC Live. Thưa quý vị, nhiều người khi đi xét nghiệm cầm trên tay tờ kết quả có kết quả là dương tính với vi khuẩn HP thì tỏ ra khá là hoang mang và lo lắng. Liệu rằng là có cái suy nghĩ là căn bệnh này có thể dẫn đến ung thư dạ dày hay không? Vậy thì ngày hôm nay để làm sáng tỏ những băn khoăn và thắc mắc của quý vị khán giả, Sống Khỏe cùng IDC Live cũng đã mời đến chương trình một vị khách mời sẽ cùng đồng hành và tư vấn thấu đáo cho quý vị khán giả. Xin được trân trọng giới thiệu dược sĩ Trần Duy Khanh. Vâng ạ, xin được chào dược sĩ và xin được gửi lời cảm ơn dược sĩ cũng đã tham gia chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live. Xin gửi lời chào đến MC Công Nghĩa cũng như là quý vị khán giả. Vâng ạ, thưa dược sĩ Trần Duy Khanh thân mến, khi đi khám thì nhiều bệnh nhân họ cầm trên tay tờ giấy kết quả bệnh, họ có một cái kết quả là dương tính với vi khuẩn HP. Vậy thì kết quả này thì nó có nghĩa là như thế nào? Dược sĩ có thể giải thích không ạ? Cảm ơn câu hỏi của MC Công Nghĩa. Vi khuẩn HP ấy, thì tôi sẽ chia sẻ với quý khán giả biết một số cái khái niệm về vi khuẩn HP. Vi khuẩn HP là một loại sóng khuẩn có tên viết tắt của là từ gọi của một tiếng Latin, đó là Helicobacter pylori. Đây là một loại sóng khuẩn có thường hay ký sinh trùng ở trên niêm mạc của dạ dày này, trên đường ruột. Khi mà bệnh nhân cầm trên tay cái tờ xét nghiệm là có vi khuẩn HP dương tính, khi mà bệnh nhân đã bị viêm giáp dạ dày rồi ấy mà có HP dương tính thì chứng tỏ là viêm giáp dạ dày này do nguyên nhân vi khuẩn HP. Nếu không làm xét nghiệm HP thì tôi thắc mắc rằng là liệu người bệnh họ có biết được là họ đau dạ dày do vi khuẩn HP hay không, thưa dược sĩ? Để biết được chính xác mình đau dạ dày có phải do vi khuẩn HP hay không thì chắc chắn là phải có các xét nghiệm rồi. Chúng ta có một số cái xét nghiệm như là xét nghiệm xâm lấn và xét nghiệm không xâm lấn. Xét nghiệm không xâm lấn ở đây thì là xét nghiệm test hơi thở. Xét nghiệm không xâm lấn thứ hai đó là xét nghiệm soi vi khuẩn HP trong phân. Thứ ba là xét nghiệm máu. Tuy nhiên là cái xét nghiệm máu thì không được khuyến cáo do là cái xét nghiệm máu nó chỉ chứng minh được là trong máu nó có kháng thể lại vi khuẩn HP thì đồng nghĩa với việc là bệnh nhân đã từng có vi khuẩn HP chứ còn không chứng minh được là giai đoạn hiện nay bệnh nhân có HP hay không. Còn cái test xét nghiệm xâm lấn tức là bệnh nhân qua nội soi, đây là xét nghiệm đặc hiệu nhất chứng tỏ chính xác nhất là bệnh nhân có vi khuẩn HP. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng là với những cái bệnh nhân mà đang có viêm loét này, đang có các vết rỉ máu này hoặc là có các viêm thủng ấy thì qua tiến hành nội soi thì người ta sẽ tiến hành là bịt các viêm loét lại và xâm người ta sinh thiết các vị trí loét để xét nghiệm xem là có vi khuẩn HP hay không này, rồi các cái vị trí này là có nguy cơ dẫn tới là ung thư dạ dày hay không. Ngày hôm nay thì Công Nghĩa muốn được gửi đến dược sĩ câu hỏi của một vị khán giả có tên là Trần Minh Sơn ở Tam Nông, Phú Thọ. Vị khán giả này thì có hỏi: thưa dược sĩ, là năm nay tôi 40 tuổi, thường xuyên bị đau bụng khiến cho cuộc sống trở nên khá là khó khăn. Thời gian đau bụng kéo dài khiến cho tôi luôn cảm thấy là bực bội. Gần đây thì tôi có đi khám bác sĩ và siêu âm xét nghiệm. Bác sĩ kết luận là tôi bị viêm dạ dày và nhiễm vi khuẩn HP. Vậy thì dược sĩ cho tôi hỏi là vi khuẩn HP trong dạ dày thì lây qua đường nào và có thể phòng tránh được hay không? Tôi muốn biết để thể tránh cho người nhà không bị nhiễm vi khuẩn HP. Vâng ạ, đây là một câu hỏi cũng khá là thú vị và hay đến từ một vị khán giả. Ngay bây giờ thì rất là mong dược sĩ có thể giải đáp. Vi khuẩn HP thì nó đã là lây qua đường tiêu hóa rồi. Như tôi chia sẻ tất cả các vấn đề lần trước ấy, vi khuẩn HP nó lây qua đường tiêu hóa. Vì vậy chúng ta cần phải ngăn chặn cái đường lây qua đường tiêu hóa. Không dùng chung bát đũa, không dùng chung các loại bát chấm này, rồi kem rồi bàn chải đánh răng này,
các nguồn nước chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ để không cho vi khuẩn HP lây nhiễm qua vào những người mà chưa có vi khuẩn HP trong người. Vi khuẩn HP thì không phải là nó giống như là kiểu vi khuẩn trên da cũng như là vi khuẩn trong khoang miệng của chúng ta ấy, hoặc là vi khuẩn trong đường ruột. Nó bình thường, nó vẫn chung sống hòa thuận với cơ thể con người. Nhưng mà khi mà cơ thể gặp các yếu tố bất lợi, ví dụ như là chúng ta dùng các đồ ăn cay nóng nhiều này, chúng ta ăn uống không được khoa học này, rồi stress nhiều này, hoặc là dùng các chất kích thích nhiều ấy, thì lúc đó vi khuẩn HP nó mới có cơ hội nó tấn công vào niêm mạc dạ dày, niêm mạc đường tiêu hóa, gây ra các bệnh lý đường tiêu hóa. Vì vậy thì chúng ta cũng nên cứ thoải mái. Nếu mà chưa bị nhiễm vi khuẩn HP thì chúng ta ngăn chặn vi khuẩn HP xâm nhập vào cơ thể. Còn khi mà vi khuẩn HP đã có trong người rồi thì chúng ta cứ thoải mái. Khi mà vi khuẩn HP mà gây ra các bệnh lý về tiêu hóa rồi thì chúng ta nên gặp bác sĩ để bác sĩ có những cái liệu pháp dùng kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn HP. Còn bình thường với những người bình thường chưa có vi khuẩn HP cũng như là có vi khuẩn HP nhưng mà chưa có bệnh lý về dạ dày thì chúng ta cũng không nên quá lo lắng. Vâng, xin được cảm ơn những giải quý báu đến từ dược sĩ Trần Duy Khanh. Và thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi đến từ dược sĩ Trần Duy Khanh thì cũng nghĩa mong rằng là quý vị cũng đã có những kiến thức bổ ích và trang bị thêm cho mình được những cái kiến thức để chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là liên quan đến vấn đề nhiễm vi khuẩn HP liên quan đến sức khỏe của dạ dày. Quý vị cũng đừng quên là có thể được tư vấn kỹ hơn, có thể là gọi đến số hotline của chương trình, đó là số 0823 800 102. Hoặc quý vị cũng có thể gửi thư đến với chương trình qua địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Còn bây giờ thì Công Nghĩa và dược sĩ Trần Duy Khanh xin chào quý vị khán giả. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.